Hơn một tháng kể từ ngày xảy ra vụ khủng bố ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam hơn 90 bị can, đồng thời truy nã đặc biệt nhiều người liên quan. Sau thời gian truy bắt, 3 trong số 6 nghi can bị truy nã đặc biệt vì trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố vừa bị bắt giữ. Đang ngồi bàn tiếp công dân ở trụ sở công an phường tại quận Gò Vấp, một đại úy bất ngờ bị người đàn ông cầm kéo xông vào đâm liên tiếp vào người. Vụ việc khiến nhiều người có mặt tại trụ sở một phen hốt hoảng. Theo thông tin từ công an, tại cơ quan điều tra, nghi phạm này khai nhận hành vi của mình là do nghe theo tiếng nói trong đầu sai khiến. Một vụ việc bất ngờ khác cũng khiến người dân hoảng sợ khi con trâu đực đang bị nhốt chờ mổ thịt, bỗng sổng chuồng chạy ra ngoài và hút làm bị thương nhiều người ở tỉnh Bình Phước, hư hại nhiều tài sản. Mạng xã hội đang xôn xao về một video ghi lại cảnh người nhà của một bệnh nhân kéo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, khiếu nại và phản ứng ekip phẫu thuật đã cắt buồng trứng của bệnh nhân, mặc dù trước đó bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Có rất nhiều thông tin nổi bật trong dòng thời sự trong nước và quốc tế những giờ qua. Tất cả sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật trong bản tin Xem Danh 12 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023.